Anh. Ơ? Sao em lại đến đây? À, anh sắp tan làm rồi, đợi anh một tí nhá, rồi chúng mình đi ăn. Sao thế? Sao lại buồn thế? À đây, anh vừa lấy lương ca vừa rồi ấy. Em cầm đi uống trà sữa đợi anh nhá. Anh à, em có người mới rồi. Anh ấy rất giàu. Từ bây giờ anh không cần phải cho em tiền nữa. Hóa ra em đến đây để chia tay anh à? Em biết là anh rất tốt, nhưng mà em rất tiếc. Tiền của anh cho em sẽ gửi lại anh sau. Thôi, em đi đây. Liên! 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 Cho anh tiện em một đoạn nhé. Mà thôi, anh quay về làm việc tiếp đi. Em đi trước đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Đừng có thức khuya, đừng có giảm cân nữa. Nên nhớ ấy, em đã phá thai 3 lần rồi. Đừng có phá thêm nữa em nhá.